Trong chương trình Đài Giới Đàn Nhật Huệ Phật lịch 2568, tối ngày 6 tháng 11 năm 2024, năm 6 tháng 10 năm Giáp Thìn, Ban Tiếng Đàn Đài Giới Đàn Nhật Huệ Phật lịch 2568 thực hiện nghi thức sám hối, giáo giới hành nghi cho giới tử và thiền hành tuần chiểu niệm Phật trong khuôn viên giới trường chùa Lưỡng Xuyên, phường 5, thành phố Trà Vinh. Giới trường đã trải qua ngày đầu tiên kỳ thi khảo hạch. Buổi tối cùng ngày, các giới tử đã nhập đàn lễ Phật sám hối tại giới trường chùa Lưỡng Xuyên, trang nghiêm thanh tịnh trì tụng kinh sám hối để gột rửa thân tâm, làm sám hối lỗi lầm, từ đó hồi hướng công đức cho đại giới đàn thành tựu viên mãn. Tại giới trường, các giới tử đã lắng lòng thanh tịnh đón nhận lời giáo huấn từ Đại Đức Thích Thiện Ý, Phó Ban Nghi Lễ do Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, trụ trì chùa Thiên Đức, Sóc Trăng. Đại Đức phân tích và chia sẻ về những điều cơ bản của giới luật, thế nào là oai nghi tế hạnh để rèn luyện tâm bồ đề tăng trưởng. Sau đó, Đại Đức đã hướng dẫn giới tử cách đắp y, giải y, cách cầm y bát và các vật dụng khác. Để lãnh thọ giới pháp không phải dễ mà không phải khó. Thọ giới và giữ giới là phương tiện mà quan trọng là trì giới. Đại Đức dặn dò hàng giới tử cần phải gìn giữ oai nghi trong xuyên suốt thời gian diễn ra giới đàn để gột rửa thân tâm, nhất tâm thọ nhận giới pháp. Các giới tử cần có cái tâm tha thiết cần cầu giới pháp. Điều đó thể hiện qua từ việc nhỏ như từ cái chắp tay cho đến tính đồng thanh tha thiết khi xưng tên để lãnh thọ giới pháp. Qua đó sơ lược về luật Phật hành nghi cho hàng giới tử để nắm bắt và hiểu rõ mà nương vào đó thực hành. Không những tại đại giới đàn mà phải trong xuyên suốt con đường tu học của mình. Đại giới đàn Nhật Huệ Phật lịch 2568 được tổ chức tại thành phố Trà Vinh, giới trường tăng tại chùa Lưỡng Xuyên và giới trường ni tại chùa Liên Hoa diễn ra chính thức từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 8 tháng 11 năm 2024. Đây là buổi tối tuần chiếu đầu tiên trong khuôn khổ chương trình Đại giới đàn Nhật Huệ. Theo đó, các giới tử xếp thành hàng xuất phát từ sảnh chính trước chánh điện, chắp tay niệm Phật, từng bước di chuyển quanh khuôn viên giới trường, trên tay cầm đèn hoa đăng kinh hành niệm Phật ba vòng, rồi trở về điểm xuất phát. Giới đàn, nơi truyền đăng tục diệm, nơi tuyển người làm Phật, nên nghi thức tuần chiếu trong giới đàn là một trong những nghi thức không thể thiếu, mang đậm dấu ấn nhân văn truyền thống văn hóa Phật giáo, luôn được hành trì nơi tuyển Phật trường. Qua đó, các giới tử cần phải tinh tấn tu trì, hạ thủ công phu sám hối là nét đặc trưng tiêu biểu nhằm cảnh tỉnh giới tử thanh lọc thân tâm trước khi đăng đàn thọ lãnh giới pháp. Sau khi thực hiện nghi thức tuần chiếu, toàn thể giới tử trở về nội viện chỉ tịnh để chuẩn bị cho các chương trình nghi lễ tiếp theo của đại giới đàn.